Rồi, thưa cô bác anh chị thì hôm nay tiếp tục phát là 100 phần gồm vừa có cơm và vừa có gạo, mì. Đây, những phần cơm và gạo thì mỗi người sẽ nhận một suất. Hôm nay là ngày 12 tháng 10. Cô bác mình đứng cách ra nhá. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh, nhận đi anh.
đi. Tôi đang kêu mọi người đứng giãn khoảng cách ra. Rồi, cảm ơn chú nhé. Lúc này xích lô có việc không chú? Xích lô chú đậu vô đây. Vâng, nhưng mà có việc không? Dạ, chợ ế lắm. Dạ, dạ. Chợ, chú đạp chợ Nguyễn Tri Phương à? Đúng đầu chú, nhưng mà chú chạy Nguyễn Phương ấy, chú đậu chú Hòa Hảo với môi dạ. Chú Bình Viện. Dạ, dạ. Rồi, chú từ thiện. Rồi, chúc chú. Lớn tuổi ta cho 50. Dạ rồi, chúc chú sức khỏe nhá. Dạ, 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 dạ. Đây, những cô bác đi nhặt ve chai, rồi bán vé số. Đây, những cái anh chàng đây này, đã nhận được rồi. Rồi, nhận đi anh. À, nhiều cô bác thì có những cái chiếc xe để đủ thứ đồ lên trên lỉnh kỉnh. Dạ mình cứ dựng xe lại trong góc đi, không có mắc đâu, rồi qua bển chắc mè ngó đuôi vô luôn. Đây nè, đây nè, đứng dưới chắc trên tổ thôi. Ai cũng có quà hết, chỉ cần xếp hàng là có. À, yêu cầu mọi người đứng giãn cách nhau. À,
Hôm trước khi được hỏi, rất nhiều người hỏi mà có phát cơm hay không, vì một số lớn các cô chú anh chị thì hiện nay là họ ở nhà thuê, rồi cái cuộc sống cũng khó khăn, cái việc nấu nướng thì cũng gặp khó khăn nữa, nên nhiều người rất là thích được nhận cơm. Những cái chiếc xe gắn máy cũ kỹ của các cô chú này, khi mà họ biết những cái chỗ nhận cơm hoặc là nhận nhu yếu phẩm thì họ lại nhận những cái phần thức ăn này, thì phần nào nó cũng giúp cho cái cuộc sống của họ bớt một phần khó khăn. Bác sẽ nhận một suất cơm, một gói nhu yếu phẩm. Cũng khoảng hơn một tháng rồi, thì hơn một tháng rồi nay mới khởi động lại cái chương trình này. Vì dịch bệnh phức tạp, lúc này khi mà chuyển về cái trạng thái bình thường mới thì mới dám phát lại, để đảm bảo an toàn và người dân phải được tiêm vaccine. Quán cơm của cô Tư cũng chỉ bán mang đi thôi, lúc này chưa được ngồi ăn tại chỗ các bạn ạ. Mang đi thôi. Đây, chú Tư đang hướng dẫn các cô chú là để xe lên trên lề. Thứ nhất là cái con đường này nó không quá rộng, nên khi mà chúng ta để xe lên lề đó thì nó đảm bảo an toàn. Cũng muốn để cho các cô chú anh chị khi mà nhận thực phẩm hoặc là nhận cơm có cái thói quen. Như vậy các bạn có thể thấy là những cái người lao động tự do hoặc là những người có cuộc sống khó khăn, họ phải đi tới đi lui, lượm nhặt ve chai cũng là một cái nghề mà được khá nhiều người lựa chọn, bởi vì nó đơn giản, nó chỉ tốn công sức thôi. Cũng khó cho nhiều cô chú là bây giờ lớn tuổi rồi thì không biết làm cái công việc gì nữa. Được hướng dẫn có luôn cái vỏ chai để lượm luôn. Rồi cô đi sang để xếp hàng luôn để nhận. Từng người một vẫn phải giữ cái khoảng cách an toàn.
Dạ. Cô cho con hỏi thăm là cô ở đâu? Nhà cô ở đâu? Ở bên chợ Hòa Bình đó. Chợ Hòa Bình quận 5 á? À. Sao cô biết ở đây phát rồi cô tới? Chạy ngang. À chạy ngang thấy. Qua là... À có lấy qua rồi. Thế giờ thì cô đi làm gì? Không có làm. Bây giờ mất hết bán giấy số rồi nè. Dạ à. Cái này bán giấy số. Nhưng mà bao giờ vé số bán lại cô biết không? Hai mấy tây bán lại. À. Vậy là vẫn có sổ dò đi à? Bố bị bệnh nè. À. Bệnh hết xong nữa cậu. Dạ. Cái giấy người ta cấp đi nè. Chờ mưa uống hết trơn rồi. Giấy gì cô? Cái giấy mà mình bị bệnh bây giờ hết bệnh rồi. À. Là chờ về anh tính rồi. Giấy kết thúc thời gian điều trị. À vậy là cô trước là bị Covid. Bị tại đi lỡ không có vé số bán nữa cậu. Dạ. Đi sạc dây chai này. Vâng. Rồi cái bị nhiễm hồi nào không hay nữa. À. Về nó mệt đó. Là người ta đi test lại nè. Test ngày 23 tháng 8. À. Nhà ở quận 5 á. Quận 5 đấy. Mấy tháng chờ không có. Vậy thì như là mỗi người được mấy chục ký gạo với lại... Bên, tại vì bên vườn nó cho có 5 ký cho lọc 2 lọc thôi. À. Đây nóng tiền nhà nữa. Đâu có tiền... Nó cho được tiền 1 triệu rưỡi đó. À, cô nhận được chưa? Nhận rồi, nhưng mà trả tiền nhà nó không có bớt mình nữa cậu. Ủa tưởng là... Vậy là cô không có nhà thuê à? Nhà thuê. Thế nhưng mà trước thì ngày xưa ở đâu? Rồi thuê lại hết. 100.000, cái này của bà Lành pháp danh Viên Thiện, bà có gửi con. Gặp những người khó khăn thì giúp cô một chút. Vâng, rồi cô đi đi ạ. Dạ. Dẹp tạp vụ ở trong bệnh viện cũng ra nhận. Đây là các bạn. Ngày hôm nay là cơm gà kho, canh rau dền. Mỗi người sẽ nhận một phần gồm có là cơm gà kho, canh rau dền, một bịch gạo và 3 gói mì. Nhận đi anh ơi. Mấy em này đi bán vé số nhưng mà chưa biết ngày nào vé số hoạt động trở lại. Kéo khẩu trang lên chú ơi, kéo khẩu trang lên. Chai. Qua nhận đi chú ơi. Qua nhận đi ông mưa. Có cơm luôn đấy.
chú xích lô. Rồi, có cơm luôn đấy chú. Lúc này nhiều khách chưa chú? Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chú. Đây, các cô dựng xe lên lề, sau đó sang xếp hàng lãnh gạo. Vấn đề đảm bảo giãn cách. Cô cho con hỏi thăm là cô đi lượm ve chai từ ngày nào? Ngày nào cũng đi á. À, dạ thưa, nhà cô ở đâu? Ở quận 8 Mương Nhã. Thế còn trước thì nhà mình ở đâu? Trước nhà ở Thịt Kiều, rồi bây giờ bán rồi chia ra, anh em cũng có thương nhau, cũng dạ. Ở chung, rồi có nhà ở một ngày 100 ngàn rồi. À. Mà mấy người ở chung rồi cô? À dạ. Và tôi đi xe chai ông đụng lại chứ. Dạ. Sao cô biết ở đây có? Đây lấy mấy đợt có tiền á cho một có một lần trong. À dạ dạ. Sao lại cho? Vâng. Có lấy quà kỳ đó, có lấy một phần quà lớn. À lấy phần quà lớn rồi. Dạ vâng. Rồi thì cô cứ giờ cứ phát cơm thì cứ thỉnh thoảng đi qua lấy cơm lấy gạo tiện thì bớt đi phần nào khó khăn. Dạ. Dạ dạ rồi cô đi ạ. Bà con đi khám bệnh ở bệnh viện đã bắt đầu ra để mua thức ăn. Xe Grab, xe ôm. Đây một chú xích lô. Thank you.
trước những năm 1975 thì những người có những cái chiếc xích lô này là nó giống như là những người sở hữu cái chiếc xe hơi bây giờ đó các bạn. Nhưng bây giờ thì xích lô này trở thành những cái người mà khó kiếm tiền. Người đi bán hàng rong. Người đến nuôi bệnh ra ngoài mua cơm. Giờ ở đâu rồi bà? Giờ bà ở đâu mà thấy bà yếu thế? À, rồi bà đi ạ. Dạ. Rồi chú nhận đi ạ. Hoa hậu ve chai. Con tưởng bà về thấy về quê rồi chứ. Cái xe. Nhưng mà cái xe bây giờ còn không? Bây giờ bà còn đi về đẩy ve chai không? À thế à, dạ rồi, chào bà, chào anh nhá. Rồi, bà ốm quá rồi. Khi mà về quê thuê xe đó, bất kể những các cái dụng cụ đồ dùng gì đều được xịt khử khuẩn toàn thân, sau đó mới lên xe đó. Rất là an toàn đó. Xịt khử khuẩn hết. Rồi. Khử khuẩn toàn bộ. Đây là các cô chú được ra viện. Anh ấy xịt cồn khử khuẩn toàn thân từ đầu tới chân luôn. An toàn mới được lên xe.